vô lễ hội mùa thu nha, ở trong nhà thờ của bên Atlanta mình nha. Đó, lễ hội mùa thu nè. Đó, thấy đông vui không? Bây giờ hãy theo mình vào trong. Đây, đó, khung cảnh đây là cái cổng vào nè, đó. Chào lễ hội mùa thu. À, đây bây giờ đi vào cổng là có nó xét nè, coi vỏ xét nó để đồ. Bên đây là những cái quầy và quảng cáo tặng phẩm nè, quảng cáo tặng phẩm mấy cái công ty á, thì hỗ trợ vay mua tiền vay nhà. Vay tiền mortgage. $1 million mortgage. Ok. Cái này văn phòng của anh Hòa phải không? Mua nhà mình mua vay ở đây nè. Ok chị, thank you nha chị. Dạ. À bên đây mấy cái vũ á. Ok, thank you. Để travel du lịch tourist á, Team Lê nè, Team Lê có mấy cái cái này là cái gì mọc hoa chị. Tôi ship không? Tôi có cái tiệm. Thank kêu nha, cảm ơn nha. À bỏ vô em. Ờ, chờ đó luôn. Quay số trúng cái nón. Đó, sắp hàng quay số trúng nón à. Viết cái đó viết. Spa kìa, bên đó spa kìa đó. Quá sẽ đông không? Quá sẽ đông. Quét cho mẹ đi, làm cho mẹ đi. Làm cho mẹ quét cái mã cái qua cái cost á. Xong rồi trúng cái ly. Hôm qua nó có sổ số á. Cái này hôm qua sổ số không nghe nó trúng lượng vàng hôm qua không? Hôm qua trúng lượng vàng, hôm nay trúng game master. À. Hôm qua quay số em bỏ vô trúng lượng vàng. Có được không? Đây là việc hôm khe nè, đó. À, việc hôm khe cho mấy người già. Ờ, này chăm sóc là cho những người già kia. Quay đi. À. Kẹo ho. Kìa, đó lấy kẹo ho. Để cho ba quay rồi. Những cơ sở đó. Rồi trúng cái gì? Ly nước này đặc biệt. Dạ. Yeah. Oh. Ok, thank you. Cái số cho em. Còn 2 tờ 4 triệu luôn đi. Tại mới mua ở chỗ. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Mới quay được trúng được cái bịch kẹo ngậm nè, kẹo ho. Đó. Con có xà kẹo ngậm á, tao cổ họng. Mới trúng á. Quá xá rồi. Ờ, mấy cái gian hàng nè. Đó, nó quảng cáo này có shop người đẹp đó. Shop người đẹp. Kế bên chợ Hồng Kông. Shop người đẹp. Có bán mấy thuốc bổ à, bổ à, thuốc xăm này kia, mua một tặng một, 40 đồng một hộp.
cái chai này là mỹ phẩm đó, beauty, chăm sóc da mặt. Cái bên đây là mấy gian hàng quảng cáo, quảng cáo ghế, ghế nào quá, ghế massage. Xeo bài xeo. Có đi chay cái tên có đi chay nữa. Mấy cái gian hàng nó quảng cáo này kia, công ty này kia của người Việt Nam mình á, ở Atlanta nha. Đông quá, có xe điện đưa đi nè. Có ông trà nhà thờ nữa. Xe điện đưa mấy người khách đó vô. Tao kêu mẹ đi, mẹ đứng đó, kêu mẹ đi. Mỗi năm hàng năm là tổ chức tại nhà thờ Thánh Tử Đạo của Việt Nam mình. Ở bên đó là, trong đó là khán phòng để ca nhạc. Bé chúng dây vợt á. Bé chúng được dây vợt. Kè cái ly hả? Kè chứ. Quá đứa. Okay. Tới nè. Waterball, ok. Thank you. Chúng được cái này, ok. Nè, chúng được cái bình nè. Chúng được cái bình, bây giờ đi vô coi. Đi vô mua đồ ăn hả? Bên kia, thẳng luôn bên kia. Cả nhà ở trong đó nha. Đang đốt pháo. Bây giờ đấu pháo xong. Quá xa, bây giờ mới vô đồng nè. Mới vừa đấu pháo xong, bây giờ nó vô. Mua vé số trúng được chiếc xe Lexus đó. Đêm hôm nay thì hiện tại chúng tôi vẫn còn bán những vé sổ số độc đắc chiếc xe Lexus 250 đời 2025. Nhưng mà Rachel cũng có một vài thông báo, đó là 8:30 tối ban vé số không nhận thêm vé, đã gửi về nhà. Cho nên là quý vị nào có những cái cùi của vé số đã gửi về nhà thì quý vị nhớ ghé qua
quầy hay là ban cái số để quý vị có thể nộp lên để một tí nữa quý vị có cơ hội để mà bốc thăm trúng thưởng. Và vào lúc 10 giờ tối thì ban vé số không có ban vé số nữa, cho nên những quý vị nào mà chưa có mua vé số làm ăn thắng thua, xin mời quý vị bước vào vòng kết quả của cuộc thi Hoa Khôi ngày hôm nay. Chúng ta đã qua 3 vòng thi và năm nay chúng ta có 12 thí sinh. Ngoài sân luôn à. Vâng thưa quý vị, vào buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta đã vượt qua cùng với tất cả các thí sinh 3 vòng thi, bao gồm vòng thi áo dài đồng phục, vòng thi áo dạ hội tự chọn và cuối cùng là vòng thi ứng xử với 6 thí sinh xuất sắc nhất. Bây giờ thì Khai Nguyên và anh Dĩnh Tú khu food cao là chỗ bán đồ ăn à. Quá xá luôn. Ô mẹ. Ô ở đây gian hàng à. Đồng hành. Mấy đồ chiên nha, tôm lăn bột này kia nè, đó, tôm lăn bột, đồ xào này kia, gà, không chiên cái bắp luôn. Còn mấy cái bánh nè, bánh nè, bánh tổ ong á. Mua gì không? Cái gỏi, cái ăn là lăn kia, cái mì túi kia à. Chè, bên đây là chè nè kia. Bánh bò này kia, nước cam. Bánh bò bánh cam nè. Bánh tiêu đường kìa. Trò giả quẩy, bánh gỏi này kia. Có bánh nướng nữa kìa. Hả? Cái nước gạo má này kia đây. Nem nướng này, nem nướng, thịt nướng bên kia, ở dưới đây kia. Nem nướng. Ồ, các loại chè luôn. Đó, các loại chè, chè Thái, chè sữa, chè đậu này kia nha. Chè gỏi. Cả trăm món, hơn trăm món luôn. Gỏi cuốn này kia. Cuốn như một hả chị? Dạ, 12 đồng hả? Ok, chút mấy quay vậy. 12 đồng một hộp. Gỏi cuốn luôn. Đằng kia hả? Ok các bạn. Túi đằng kia lên. À đây. Ôi. Cái này không phải thịt nướng. Cái này thịt nướng. Thịt nướng đằng kia. Đây mực nướng, nem nướng. Các bạn, thịt nướng đâu? Thịt nướng hả? Thịt nướng hả? Chưa có hả? Chưa có thịt nướng hả? Ở đây mà chưa, nó chưa có. Hết luôn hả? Hết đâu thịt nướng hả? Hả? Cái này ốc hương rồi. Ốc hương rồi. Bánh mì nè. Buông ổ mì đi. Ủa, buông ổ mì ăn đi. Ổ mì nhiêu vậy? Hả? Thịt nướng hả? Thịt nướng á. Thịt nướng. Nướng lấy lên ok bỏ nhiêu cái này bánh hỏi quá xá luôn nha, đầy đủ. Cái này thịt nướng hả? Bánh hỏi thịt nướng hả? Không. À, lấy phần cho bên giao à. Nổi thịt nướng
nem nem nướng hay thịt nướng? Nem 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 nướng. Này bún thịt nướng. Hả? Này bún thịt nướng. Bánh hỏi thịt nướng. Ok. Đông quá xả đồng. Bay gọi vô ăn quần ăn. Vô bạn ngồi ăn. Đó bạn. Ok. Ở đây nè, ở đây cũng được. Có bàn không? Quá xinh. Cũng được nướng rồi. Trong đó không giống một á. Lên mày đã nướng hả? Nổi nữa. Ở ngoài cũng 2-3 đồng. Bánh mè bánh cam mà không? Ờ có hả? Lấy miếng mới. Nè, trả xem. Bánh tiêu cũng ngon. Cái làm ngon. Lấy dứa. Con người lấy dứa. Sao đó là rất giống một quá. It is because we are made in God's image that are in great form and generous is the secret of our joy. Mùa thu, ngày ngắn đi, nhắc nhớ mùa thu cũng là tạ ơn trong tinh thần. Với con tim mở rộng, và cha mẹ của chúng ta đã làm chứng cho đức tin và chúng ta hãy mong ơn sau các ngài. Chúng ta hãy nhớ đến sự hy sinh. Biểu diễn là hai bàn chân rồi. Nhiều xin mời quý vị cùng lắng nghe một lần nữa bài hát được mang tên
Xin ly uống nước. Ừ. Ok, cái bao. Bao để ly. Ok, thank you. Cần gì? Kiến dáng côn trùng. Ok. Ở đâu mà những cái gian hàng quảng cáo của công ty này kia phải không? Máy hơi treo nè. Đó, những cái máy mà bán hơi treo quá phải không? Trong cái tiệm nail á. Ok, bây giờ đi. Đồng quá xa rồi. Ok, bây giờ đi về. Ok, bye bye. Xin chào cả nhà nha. Đồng quá xa đồng. Lên. Thế vậy. Ok, bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.